Xin chào cả nhà, em hôm nay lên sóng một cái con máy rửa bát của hãng Na, một cái dòng máy siêu lành bền mà rẻ. Thực ra thì cũng lâu lâu em cũng không định nhập qua cái dòng này nữa đâu, nhưng mà thấy nhiều bác khách hàng bây giờ có cái nhu cầu sử dụng máy rửa bát mà kinh tế vừa phải ấy. Đấy, muốn một con máy tốt, bền, kinh tế vừa phải mà mẫu mã cũng còn khá là đẹp, cho nên em cũng nhập thêm cái dòng máy gọi là giá siêu rẻ này phục vụ các bác nhé. Siêu rẻ nhưng không có nghĩa là chất lượng không tốt đâu ạ. Chất lượng em vẫn bảo hành một năm như các cái con máy đắt tiền bình thường, cho nên các bác sử dụng hoàn toàn yên tâm, chất lượng không khác gì những con máy đắt tiền, bảo hành trách nhiệm một năm tất cả các hạng mục luôn, lỗi gì em bảo hành hết, hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Một con máy em bán có 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu ạ. Nhiều bác nghe thấy 1,6 triệu thì làm sao mà dùng được, nhưng mà không phải là 1,6 triệu là nó kém đâu các bác, mà nó là theo thời gian ra nhiều model mới thì cái model cũ nó rẻ đấy thôi, chứ còn không phải là bảo là chất lượng kém. Bên Nhật họ chỉ dùng 1-2 năm là họ bỏ máy, những con máy này nó nằm lưu kho rất là nhiều năm rồi. Bây giờ về mình ra, nếu mà nói về cái độ sắc nét, độ chất của những cái dòng cổ này thì nó lại còn ngon hơn cả những đồ mới. Đây, điển hình như các bác nhìn này. À đây em nói thôi, em tặng giá 1,6 triệu thì em tặng kèm voucher, còn tặng kèm một voucher mua hàng cho lần tiếp theo 300.000 các bác nhá. Đấy, những cái màn hàng các bác được mua này. Đấy, số điện thoại và Zalo của các bác liên hệ chỗ này. Các bác nhìn những cái con máy ngày xưa này, toàn bộ inox 100% luôn, 304 của Nhật nhá. Gọi là nó là vĩnh cửu vĩnh viễn. Đấy. Toàn bộ inox hết, toàn thân bò này. Chứ không phải là bảo là bán máy rẻ để bán những con máy rởm hay gì đâu các. Em bán phải bảo hành mà, chứ là phải nhập những con máy tốt chất lượng bảo hành cho các bác, có phải là hay đâu. Tính năng vẫn đầy đủ các tính năng như những máy đắt tiền đời mới bình thường. Bây giờ thời gian sấy, các chế độ rửa tiêu chuẩn mạnh nhẹ, các thứ nhanh, các thứ đầy đủ hết, rửa với nước nóng 80 độ C. Nóng bỏng luôn. Gong chỉ này các bác nhìn này. Vẫn mềm quạt luôn. Đấy, lên sóng chi tiết con này để cho các bác thấy rằng là một con đời sâu không có nghĩa là kém nhé. Bảo hành nguyên zin tuyệt đối, tất cả không sửa chữa bất kể một cái gì luôn. Đấy. Con này nó có một cái giá phụ ở đây thì bên Nhật họ vứt đi thì em cũng chẳng lắp vào nữa. Vì họ đẩy cái đĩa to lên, các bác có thể làm một miếng inox các bác đặt thêm vào đây. Các bác xếp gì thì xếp, còn bên này nó như này. Đấy. Đĩa này các bác xếp bát con, bát to tùy bộ đĩa rồi. Này cái bát to nhỡ. Hai tay phun và các cái dàn phun ở đây. Dàn phun ở trên, lỗ trên. Toàn bộ các bác nhìn này, đây là một inox dây mây sau như mới luôn nhé. Gần như là cái chất máy của con này còn quá đẹp luôn. Có 1,6 triệu thì tội gì mà không sắm ạ. Thì các bác đừng nghe ngại rằng là bảo là sợ 1,6 triệu mà chất lượng nó kém nhé. Không có chuyện đấy đâu ạ. Nó chỉ là theo đời thôi. Các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ bên em nhé. 1,6 triệu em bảo hành một năm đấy ạ. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ. Điện áp bác nào mua riêng là 500. Các bác ấn chia sẻ giúp em kênh để cho nhiều các bác có nhu cầu biết đến kênh của em nhé. Ấn đăng ký kênh giúp em vậy. À, quên mất thì bên em bán máy giờ này là không cần đặt cọc nhé. Chả cần phải cọc cạch gì cả. Các bác cứ chốt chuẩn cho em là ok là em gửi hàng thôi. Đấy. Chào các bác.